Ngôi nhà gia đình Abraham tại Abu Dhabi sẽ được khánh thành vào năm 2022. Trong một tuyên bố hôm 15 tháng 6, 2021, Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại cho biết, ngôi nhà gia đình Abraham bao gồm một hội đường Do Thái, một nhà thờ và một đền thờ Hồi giáo trong một khu phức hợp duy nhất được dự kiến khánh thành vào năm 2022, đã hoàn thành 20%. Ngôi nhà gia đình Abraham là dự án mang tên tổ phụ Abraham, nhân vật trong Cựu Ước, người được nhìn nhận và tôn kính bởi các tín đồ của ba tôn giáo độc thần, người Do Thái, tín đồ Hồi giáo và Kitô hữu. Được xây dựng trên đảo Saadiyat ở Abu Dhabi, thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, dự án được theo dõi chặt chẽ bởi Đức Thánh Cha và Đại Imam Ahmed Al-Tayeb của Đại học Al-Azhar, những người đã tán thành thiết kế. Dự án do nhà kiến trúc Sir David Achaye thiết kế, nắm bắt được những giá trị được chia sẻ bởi ba tôn giáo trên. Như vậy, khu phức hợp kể lại lịch sử một cách sáng tạo và xây dựng cầu nối giữa các nền văn minh của con người và các sứ điệp của Thiên Chúa. Tên của ba nơi thờ phượng riêng biệt trong quần thể ngôi nhà gia đình Abraham được chính thức công bố là Đền thờ Hồi giáo Imam Al-Tayeb, Nhà thờ Francisco và Hội đường Moshe Ben Maimon. Ngoài ba nơi thờ phượng, địa điểm này còn bao gồm một trung tâm văn hóa nhằm khuyến khích mọi người nêu gương tình huynh đệ và tình liên đới của con người trong một cộng đồng tôn trọng các giá trị của sự tôn trọng lẫn nhau và chung sống hòa bình, đồng thời bảo tồn được nét độc đáo của mỗi tín ngưỡng. Theo tinh thần của tài liệu về tình huynh đệ nhân loại, khu phức hợp ngôi nhà gia đình Abraham sẽ chào đón tất cả những du khách muốn đến thờ phượng, tìm hiểu và tham gia đối thoại. Ngoài ra, nó sẽ cung cấp một loạt các chương trình về hoạt động hàng ngày và sẽ tổ chức các hội nghị quốc tế và hội nghị thượng đỉnh thế giới về sự chung sống hài hòa trong các cộng đồng.